và bây giờ là đến phần luộc bánh chưng. Ông Bu đang cái phần thừa của nót đít nó phải cháy. Tại vì hôm nay nhà tôi gói có 4 cái nên được cái sòng bé như này. Chứ bình thường là gói 20 cái sòng bự ơi là siêu bự luôn. Ơ, phải rửa đấy chứ. Gầy này, gầy lúc đầu cho nó cháy, sau khi mà cháy xong ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái to như này. Vâng, và đây là thành quả của tối qua tôi gói đây 4 cái. Sao đã vầy đi vậy con? Đây, mình xin tối qua tôi gói này. Đấy, chúng ta phải chằng nhiều dây như này để tránh bị bục. Tại khi mà chúng ta luộc ấy thì nó sẽ nở ra này. Nếu mà không buộc vào gọn thì nó sẽ bục ra xong sẽ cháy xong ấy. Đây, sau khi mà rửa sạch cái phần củ lá với xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho bánh đạp. Lưu ý là bánh chúng ta sẽ xếp đứng lên nha. Nước này là nước giếng nào hôm qua tôi cánh chồng qua đây. Ở quê tôi thì người ta thường luộc bánh chưng bằng nước giếng làng để cho bánh sẽ sạch hơn. Và bây giờ giai đoạn chất bánh này, chúng ta sẽ mồi bằng dương trước để nó cháy. Các bạn lưu ý là bục nước mình đổ xong bao giờ nó phải cầm được bánh nha. Trời, quái quá trời. Một trong những tiết mục quả bánh chưng mà tôi thích nhất đó là nướng khoai. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đẹp trong đây. Tôi nhưng mà củ to quá trời, không biết được khoai như này thì có chín được không ta. Các bạn nhìn thấy khoai kia kìa.
quà nước này cái này rất là ngon. Trời, của quà này còn lâu mới chín quả. Tết Dương ăn khá là to. Núi vào cái nồi béo mà. Ông chết bánh này. Bây giờ là đến giờ mà chúng ta phải bánh ra rồi, chúng ta không thể luôn luộc.
quá đấy. Quá đấy. Bánh sẽ bị chìm ra. Bây giờ tôi sẽ bước bánh ra. Vuông vắn và nó đầy đặn như thế này. Nhưng các bạn lưu ý là cái bánh này khi mình luộc xong ấy thì trong cái gạo ấy thì nó hút nước nên có rất là nhiều nước và bánh nó rất là to. Vì vậy là bị ở quê tôi ấy, sau khi mà luộc bánh xong chúng tôi sẽ có một cái phương pháp đó là ép bánh, nén bánh. Thường là sẽ ngày trước ấy, tôi nhớ ngày xưa ấy thì ông tôi thường hay sẽ sử dụng hai tấm cửa, sau đó thì sẽ đặt bánh lên và ép xuống. Còn bây giờ thì tôi sẽ sử dụng hai cái mâm như thế này. Gói bánh chưng gói bằng lá chuối nó sẽ dễ hơn với nạp ấy, tại vì là tôi thấy nạp nó cứng, mà gói nó rất là dễ bị chọc vào lá, gây ra rách lá. Nhưng mà đối với nạp chuối này dưới rất là mềm, tôi rất là thích. Em bánh thứ hai đã xong. May là các em ấy còn lành lặn, không em nào bục ra. Đấy,
và chúng ta sẽ nén bánh này trong khoảng tầm 2-3 tiếng gì đấy. Và những cái chiếc bánh đầu tiên và xịn sò nhất thì sẽ được đặt lên bàn thờ để cúng gia tiên vào đêm giao thừa. Tôi nhớ là ngày xưa khi tôi còn nhỏ thì tôi rất là mong đợi đến giao thừa và Tết, bởi vì chỉ có Tết giao thừa mới được ăn bánh chưng thôi. Còn những ngày thường thì không có. Còn bây giờ thì đời sống vật chất nó ngày càng được cải thiện, chúng ta có thể dễ dàng ra chợ mua bánh chưng, rồi là có thể đặt họ gói cho luôn. Bây giờ cảm giác như ngày nào cũng là Tết, nhưng Tết nó không được mong chờ và vui như ngày xưa. Vâng, và đây là em Út, Út Ít của mình đây. Vâng, như vậy là công đoạn rửa bánh đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiền bánh. Đây, chúng ta sẽ cần bỏ hai cái mâm như này. Sau đó thì chúng ta sẽ để một cái vật nặng lên. Nhà tôi thì mình sẽ đặt một bao gạo lên đây. Nhà tôi sẽ để một cái vật nặng gì đó. Còn bây giờ thì phải dọn cái đống phế phẩm này. Cái phần cận bánh, cuốn bánh, lá bánh chúng ta được xong, chúng ta sẽ vớt ra để khi mà nó khô chúng ta sẽ đun. Đúng là để được một cái mẻ bánh thành công thì cũng khá là kỳ công đấy, và mất nhiều thời gian đúng không? Gần như chúng ta sẽ dành nguyên một ngày để ngồi bên cạnh và trực bánh không?